Sớm với bà Toàn, bé Nhã Ca đang uống cà phê Phúc Long. Đây một ly ly này ly gì mẹ? Đá xay á mẹ, cho con xin nha. Đá xay hả? Để con uống, đây chị hai này. Rồi đây mẹ múc cho. Em này thích liếm trà xanh matcha đá xay đó, chị nhỏ này có vẻ thích. Đây là bánh kem, bánh kem có xe hơi. Chào mừng sinh nhật sớm của ba Toàn, con có xe hơi này. Con đi này là gì mẹ? Latte đá hả? Latte đá. Latte đá hả? Một ly 60-70 ngàn luôn á. Mắc chung rẻ đâu, 60-70 ngàn ly luôn. Đây Phúc Long này. Đến em nhỏ cũng còn thích nữa nè, đó chứ không gì người lớn. Nãy giờ uống 2 ly rồi đó. Quán Phúc Long thì view bao đẹp luôn.